những câu hỏi rất là hay. Nên hôm nay mình làm video này để tiếp đến với cái video kia để mà trình bày cách kiểm tra biết lương mình, có nghĩa là lương mình lãnh, mỗi lần mình làm việc mà mình lãnh có trừ thuế FICA. Thuế FICA là thuế an sinh xã hội và y tế hay là không nhé. Ok, mình làm cái này là FICA, thuế FICA dựa vào năm nay như năm 2019 nha. Thuế FICA là gì? Nó là thuế an sinh xã hội và thuế y tế nhé. Cho năm 2019 thì tổng cộng cái phần trăm thuế là 15.30%. Nếu mình là nhân viên của một công ty thì mình chỉ đóng phần nửa thôi, đóng 7.65%, và chủ của mình đóng cho mình 7.65% khác. Còn nếu mình làm riêng, ví dụ self-employed, mình làm riêng cho mình luôn thì tự mình đóng hết 15.30% luôn. Nói đến đây thì quý vị cũng biết tại sao nhiều người mà mình làm cho họ, họ thích trả mình cái 1099 hơn, mà tại vì họ không phải chịu đóng cái phần này cho mình, phần nửa cho mình, cũng như là đỡ thôi, họ phải đỡ đóng cái phần đó cho mình để mình đóng hết 15.30% luôn nhé. Alright, thì thuế an sinh xã hội thì là 6.2%. Cái lương của mình mà từ cũng như là 0 đồng cho đến 132.900 đồng thì cái thuế nó sẽ bị khấu trừ là 6.2%. Còn y tế thì là 1.45%, nó không có giới hạn lương. Nếu thu nhập của mình trên 200.000 mà mình độc thân thì sẽ bị đóng thêm 0.9% nữa nha. Còn nếu mà khi mình khai thuế mà mình khai là vợ chồng đó, thu nhập của hai vợ chồng mà trên 250.000 thì sẽ bị đóng thêm 0.9% nữa nha. Alright, bây giờ mình sẽ trình bày cách kiểm tra cái check của mình mỗi khi mình nhận, coi có là người chủ của mình có khấu trừ cái phần thuế an sinh xã hội và Medicare và thuế y tế cho mình không nhé. Alright, đây là một cái check mà mình lấy ra ở trên mạng thôi, để mà trình bày quý vị. Ở đây là cái tên của người, một người chỉ ví dụ thôi, và cái đây là cái tiền lương mà chiếc thì cái người này lãnh lương kỳ này được 1.000 đồng. Thì mình thấy cái này nó có khấu trừ đây, có nghĩa là FICA Medicare tax. FICA Medicare tax là thuế của y tế trừ 14 đồng năm 72 cent. Và kế tiếp là mình thấy cái FICA SS tax, có nghĩa là FICA SS tax là FICA Social Security tax, thuế an sinh xã hội. Xem để kỳ lương này thì trừ 62 đồng. Hiểu rõ về cái an sinh xã hội bên Mỹ các bạn. Từ đầu năm tới bây giờ là trừ 310 đồng tổng cộng nhé. Okay, tiền ở đâu nó lấy nó có để nó phát cho người người đây người là ăn một chợ. Cái lương kỳ lãnh lương của một người khác nữa. Các bạn nghe rõ không? Thì người này lãnh làm 87.60 giờ. Đây là cái số tiền mà chưa có trừ thuế ra. Thì trên này mình thấy họ trừ ra thuế tiểu bang, nó không quan trọng. An sinh xã hội không quan trọng về mấy thuế này, và thuế liên bang không có quan trọng luôn. Cái mà sở an sinh xã hội lưu ý là cái phần thuế ở đây, high tax, có nghĩa là hospital insurance, hospital part A, hospital là bệnh viện đó các bạn. Khi mình cần đến cái Medicare đó, thì cái phần này là mình đã có đóng. Đó, để làm là phải đóng đó nhá. Thì trong cái check này có khấu trừ ở đây là 33 đồng 46 cent. Rồi đến bây giờ đóng 133 đồng 85 cent ha. Thiên sao. Và đi tiếp thì nó hơi khác biệt chút xíu, không? Bên này để là high tax, mà cái trang bên kia hồi nãy á, thì họ dùng cái khác, xem cho vui để tìm hiểu xem cuộc sống ở bên đó khác, làm sao để mà mặc dù mình hiểu thêm được cái giống hệt nhau thôi ha. Alright, trở lại trang này lại. Alright, high tax ở dưới này thì nó lại khác nữa, nó gọi là thay vì gọi là không thì bọn kia nó cứ ở bên kia nó nói ở bên này sướng nó
chính phủ nó là lo cho thì nó cũng dân, giống hệt thôi, nó giống như là cái thuế mẹ mà dân phải FICA SS hết thôi. đóng thuế Dịch bợt ra mặt đây là ta. OA Survivor Disability Insurance, cũng Đã. là thuế an sinh xã hội luôn. Cái kỳ lương này thì đã được Disability khấu trừ 96 đồng 92 cent ở đây, insurance và là từ mấy năm cái đến giờ là khấu bị trừ tàn là tật này kia các 127 thứ đồng đó, phải 79 đóng cent. cả cái tiền đấy nữa, Ok. tiền tiền già nữa kìa. Alright, bây giờ để mình tìm cái W2 để mà trình bày với quý vị. Ok, đây là một cái W2 của một người mình lấy SSS thôi để mà Nhưng trình bày. mà Khi mà mình nhìn vào W2 á, phần quan trọng là muốn nhìn mấy cái đề đây tài ở là đây đó. người người Social này là Security nằm có ở nghĩa là trong thuế an và cái sinh lương xã hưu hội mà. á, họ nói đó, Cái lương chứ hưu không của phải mình tại lý do sao nói ở đâu an sinh nhá. xã hội đó là Social Security. Và có hay không? Không, ở đây thì có, trên này có đây. 36.415 đồng 95 sen. Như vậy là có nghĩa là sẽ có cái lương cộng vào cho năm nay, năm Đấy, các 2024 bạn nữa. nhìn Và thấy ở không, đây khi mà người ta tiền sinh hoạt là lãnh sao? lương á, là nó có giấy tờ đàng hoàng như này, Và cái khác nữa mình chạy đi nhìn đâu? kế tiếp nữa là cái thuế có khấu trừ hay không, cổng năm qua có khấu trừ hay không. Thì ở đây cái cột này, ở đây là Social Tax Withheld thì có, nhân viên có khấu, công ty có khấu trừ và đã có đóng cái đó rồi, luôn cho mình cái cột này mới có một số ở Tôi đây. kiểu như Nguyễn Ok, Văn. và cái thứ ba là cái Medicare Tax Withheld, thì đó là thuế của y tế. Chào các bạn nhé. Thì mình nhìn Đã ở chịu đây khó có ngồi luôn, nghe mấy cái có này nghĩa để là cái mình W2 có này thêm kiến tốt thức đẹp không có gì hết, có đầy đủ hết, có lưu đầy đủ hết nha. để phang Chứ lại đôi cái khi nhìn bọn cái ba que. W2 mà nếu mà thấy không có những cái này, mà thí dụ mà Tiền ở đâu trong ra? năm Tiền đây chứ ở của đâu? mình khi mình đi làm và công ty mình Là có rút thuế đóng cho mình hết về an sinh xã hội không, hoặc là thấy tới rồi hết luôn, nhưng mà tới cuối mình lấy cái đó YouTube của mình nó thấy không có cái đó là phải hỏi họ tại sao không có, sao họ lấy cái đó khấu trừ phần lương của mình mà không có. Thì cái đó phải lưu ý nha, rất là quan trọng, rất là có nhiều người, mình có thấy một số người đến, nhất là người Mỹ, khi mà họ làm việc, họ đóng thuế có thể là 10 năm trước rồi, họ nói là có khấu trừ hết, họ đưa những cái project của họ để mình coi thấy có, nhưng mà thật sự những cái ông chủ mà những người chủ của họ không có quay ngược lại đóng thuế, nên khi họ đưa cái W2 của họ ra thì không có, mà lúc đó họ tìm quay ngược lại tìm những người chủ đó thì nói ồ, mấy người đó không có Nó sập còn tiệm rồi. còn còn làm business nữa, nên rất là khó mà tìm về sau. Nên rất là quan trọng mỗi năm mình nhớ mình kiểm tra rõ ràng luôn, xem coi cái phần mình Đó. khấu trừ và cái phần ở đây là có hay không nhé. Nếu không có thì mình nên hỏi liền chứ đừng có đợi vài năm sau mới hỏi người chủ, thì nhiều khi cái người chủ hay cái Cho thương nên mại nó là cũng không yêu còn cầu phải là những cái những cái người ở ngoài thực tế. sống ấy, được ăn cái tiền Alright, này thì câm mõm lại hôm nay đi. video này sẽ giải đáp được một số câu hỏi của quý vị. Em Hẹn chào chị gặp lại Lisa những video Vũ, sau nhé. chào Trần Tộc. Chào quý vị. Chào tất cả các bạn nhé. Đó. Chào cả nhà. Đấy là một cái mà rất là Chào quý vị, ở bên cái video này nếu trả chồng lời lãnh đến hưu chính ở câu tuổi hỏi của 66 thì một vợ quý lãnh vị đặt 50. trên. Các bạn là ai muốn xem về về cái an sinh xã hội này thì bấm vào cái xã hội Mỹ, là nó ra mấy cái này để cho mình xem, để mình tìm hiểu để phang vào mặt cái bọn cái lũ mà đi sang hải ngoại mà nó sang nó được hưởng ngay những cái này, nó được nhân đạo, người ta nhân đạo người ta cho hưởng những cái này á, thì chúng nó ngồi chúng nó khen rồi chúng nó chửi Việt Nam là Việt Nam không có cái tiền gì này kia các thứ, trong khi người ta đi làm á, người ta phải đóng phẹt mặt người ta ra đó. Rồi bao nhiêu năm trời, bao nhiêu mấy trăm năm rồi, người ta mới có được cái ngày hôm nay, thì chúng nó được sang đấy, chúng nó được hưởng, nó nhờ cộng sản chúng nó mới được bay sang đó, Mỹ nó mới nhận. Tại sao bây giờ các nước nó không nhận tị nạn Việt Nam nữa đi ha? Sao người Việt Nam không vượt biên sang nữa đi? Lý do tại sao? Tại vì nó không nhận nữa. Ngày xưa vì cái chiến tranh Việt Nam đó mà nó phải nhận cái người
Nó nhân đạo, nó nhận những cái người mà chạy sang đó. Bây giờ tại sao không có ai lên tàu vượt biên nữa đi? Vượt biên nữa đi xem nó có nhận nữa không? Đó. Nó nhân đạo lắm mà. Cứ phóng sang đi xem nó có nhận không? Một lỗ một lý ở bên mà bên Thái Lan kia kìa, còn trọng vọng lên kia kìa. Chào cô. Chào tất cả mọi người nhé. Đó thì mình lên đây mình hôm qua mình ngồi mình xem có một cái ông ở bên Mỹ. Ông ấy đi bới đống rác, ông đi quay, ông khoe. Ông nói là ở bên Mỹ này họ vứt toàn đồ tốt thôi đi ra ngoài đường. Họ không dùng họ ý nói là bên Mỹ giàu có nhá, cái đồ rác của họ là vứt đầy ở ngoài đường họ không dùng. Cho nên làm như thế để cho người Việt Nam nhìn thấy wow, công nhận là bên Mỹ sướng thật, giàu có nhỉ, này kia cái thứ đại khái vậy. Thế nhưng mà mình muốn nói với các bạn là những cái người người ta giàu người ta vất ra ngoài, vậy có người nào đi nhặt không? Mà trong khi ông cũng là một cái người đang đi nhặt những cái đống rác đó. Thấy không? Có nghĩa là có người giàu và phải có người nghèo, có người vứt đi và có người nhặt. Rồi nhặt để làm gì? Nhặt để mang ra cái những cái chợ mà chợ bán second hand đó, là chợ bán đồ cũ để bán mà cũng có người mua. Thì có nghĩa là cũng có người người giàu và cũng nhiều người nghèo. Một người vứt đi nhưng mà nó có người tới nhặt, có người tới nhặt xong mang đi bán xong rồi lại có nhiều người mua. Thì có nghĩa là nó sẽ nhiều người nghèo. Nhưng mà này khổ cái là cái trò đời mà cái người mà người ta nghèo khổ á, người ta nhìn cái gì cũng có thể làm được, dùng được. Chẳng hạn đi ra thấy người ta vắt một cái ghế nó bị hỏng. Ồ, mang cái này về sửa. Đi cũng vẫn dùng được. Thì có nghĩa là từ một mình cảm thấy rằng mình đừng nên nói những cái chuyện ấy đi ra nữa đi, nhưng mà những cái người Việt Nam ấy họ họ cảm thấy họ sang được cái đất nước đó, họ cảm thấy wow, sung sướng quá, nhìn cái gì cũng là tiền, nhìn cái gì cũng sướng, cái gì cũng, nhưng mà thực tế là cái cuộc sống ở đó nó phải đòi hỏi như vậy, đúng không? Ở bên đấy nó làm được tiền thì nó đi nó mua đồ mới nó dùng, hay là nó nhà nó nhiều đồ quá nó vứt hết đi rồi á, để cho nó nhà nó sạch sẽ, thì cái người nghèo ấy, người ta nhìn thấy những cái của đó người ta, nhất là cái người người Á mình, nhìn thấy cái gì cũng muốn bê về nhà mình hết. Thật sự nó như vậy. Tại vì cái con người Á là hay tiết kiệm, đúng không? Cái gì dùng được là dùng. Bản thân mình cũng vậy thôi, đúng không? Hôm nọ mình cũng vắt một đống đồ ra ngoài kia kìa. Tại vì những cái đó nó không dùng được, mình không cần dùng nữa, để nó đầy một cái nhà xe đi, thì mình vắt bớt đi cho nó gọn đi. Vắt đi, vừa mới vắt ra được một lúc thì đã có người nhặt rồi. Đó, vani vani rồi bàn ghế rồi đủ các thứ khuân ra, tại vì mình không dùng những cái đồ ấy ở bên này, nó mình dùng lâu rồi và có những cái mình không không có muốn vứt đi, mặc dù mình không dùng nhưng mà nhìn thấy vẫn nó tiếc mình chưa vứt đi, xong rồi để nó lâu lâu bắt đầu mình mới bê ra. Ngày xưa ấy thì ở bên này ở mình chỗ mình sống ấy là mỗi một năm nó vớt rác 2 lần, một lần là cho cây cối, một lần là cho những cái đồ đạc như là tủ tung rồi những cái sofa hay là những cái đồ gì nó dùng trong gia đình đó, thì nó có 2 lần. Nhưng mà bây giờ chính phủ government đó, là giống như là cái khu phố ấy, gọi là cái ủy ban người Việt mình gọi là ủy ban nhân dân hay là cái khu phố gì đó đại khái vậy. Thế giờ nó giao cho tư nhân rồi hay sao ấy, thì mỗi một năm mình chỉ được một lần thôi, một lần mà mình phải gọi phone đến, gọi điện thoại tới xong rồi hẹn cái ngày xong rồi mình mới mang hết đồ ra ngoài, xong rồi người ta tới người ta lấy, nhiều người cũng chưa biết đâu. Nếu mà ai mà chưa biết thì nhớ nhá, mình phải gọi lên cái government của mình, cái xong rồi mình hẹn cái ngày xong mình mới vứt đồ ra ngoài. Nói chung là cái người nghèo mà đi sang nhà cái người giàu thì thấy cái mẹ gì cũng đẹp cũng hay cũng gì đấy thôi, các ông các bà đừng khoe nữa, tôi nghe chán quá. Lên trên Facebook, lên trên mạng ấy, đây người nào cũng
cầm cái video, cầm cái phone đi quay, ô bên này sướng lắm, bên này này kia trai nọ rồi á, bên này á nó giàu, nó vất đi, nghe nó chán, xong rồi đi bới thùng rác rồi đủ các thứ. Thấy cái gì em, chào chào tất cả các bạn em, như Nguyễn Văn cái gì nấy vu sinh ly xà vũ xinh quá. Và cảm ơn nên nên trên này nó vậy ấy. Ngoài số nhưng mà xin chào chị, chào Tình Phong. Thì cái bọn mà nó sang đây nó suốt ngày khoe khoang ấy, thật ra là những cái thành phần nào lên sang đây, một là người ta phải thật là nhiều tiền, người ta nhiều tiền, người ta có tiền, người ta đi sang đây người ta mua nhà mua cửa rồi, người ta vừa làm vừa chơi, người ta cũng sống ok. Hai là người nghèo, đúng không? Người nghèo thì sang đây thì có việc làm rồi, cái gì tiết kiệm, tiết ăn sống cái kiểu người Việt Nam á, thì nó cũng đương nhiên là nó phải hơn Việt Nam rồi. Mình không nói là bên bên này nó khổ hơn Việt Nam, nhưng mà nó khổ là cái gì, khổ về tâm lý. Những cái người mà mới qua đây á, họ khổ về cái gì, tiếng tăm không biết, đúng không? Quen được cái người mà người ta sống, người ta thật lòng á, thì người ta chỉ cách cho mình thì nó đỡ đi, mà gặp cái mấy cái bọn khốn nạn á, thì á, nó thấy mình có tiền hay là cái gì á, là nó bâu vào, nó lợi dụng. Mình mỗi lần mình lên mạng mình thấy các bố các mẹ cứ suốt ngày khoe bên Mỹ là giàu có lắm rồi này kia các thứ đó, giàu có mà tại sao phải đi bới đống rác, mà ai cũng làm lương cao, ai cũng giàu có, tại sao mình phải đi nhặt những cái thứ về đấy về làm gì, đúng không? Cái cuộc sống ở đâu nó sống theo cái cách ở đó. Rồi mấy cái thằng ăn không ngồi rồi, xong rồi lên gào lên là Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia, trong khi mình đâu có hiểu được là cái cuộc sống của người ta đi làm, người ta phải đóng thuế như thế nào, nó phải có thuế có như thế nào rồi cuối cùng nó mới 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 có để mà nó cho những cái người nghèo, những cái người thất nghiệp chứ, mà được ăn cái đồng của nó đâu có đơn giản đâu các bạn ạ. Ăn được cái đồng trợ cấp của nó vần lên vần xuống, đâu có sung sướng gì đâu, ai cũng cứ tưởng cứ sang đây một cái là được ăn cỗ ngày. Ngày xưa thì có cái thời mà nó nhận nhận người nhân đạo, những cái người mà vượt biên á, những cái thời đó, thời mà mình đi đấy, là sang đây một cái là dễ lắm các bạn, cứ đi ra không có công ăn việc làm, mà không có nhà, nó cấp cho mình cái nhà ở, cái nhà nhà kiểu nhà tập thể, nhà housing ấy. Nó cho mình nhà ở rồi cái tiền mà rất là dễ, cứ ra mình xin một cái là được, tại vì cái thời gian đấy nó rất là ít người, nó nhận mình vào đây là nó chu cấp cho mình toàn bộ. Nó nếu mà người nào mà đi bảo lãnh thì tự no, nhưng mà người nào mà đi đi kiểu nhân đạo á thì là nó cho hết, nó cấp hết rồi á, sau khi mà đi ra mà không đến nói là không có công ăn việc làm, cái nó cho mình việc làm ngay, à quên, nó cho mình ăn tiền trợ cấp ngay rồi á, cứ cứ lên xin là được, lên xin là được. Nhưng cuối cùng làm sao, các vị sang bên này á, hầu như ai cũng gian lận đấy, nó vừa đi làm tiền mặt, xong rồi vừa vừa đi ăn trợ cấp rồi á, nó luồn lách những cái giống như là luật lệ ở đây đấy, nó hở chỗ nào là các ông các bà chui vào chỗ đó đấy. Cái đấy thì mình không nói, ai làm được thì cứ làm thôi. Thế nhưng mà các vị này bây giờ già rồi, xong rồi ngồi đây chõ mõm vào Việt Nam chửi rủa rồi khoe khoang rồi này kia các thứ chứ, ngược lại nghĩ lại các vị cũng gian lận bỏ mẹ. Bây giờ uống mấy giờ rồi à Lisa? Ở à, bên này 12 giờ 40.
Mình ngồi đây nói chuyện tí, lát nữa đi đi đưa thằng con đi đi học lái xe. Không phải đi thi luật. Tại vì ở bên này nó 16 tuổi là nó bắt đầu được, nó học luật xong bắt đầu mới mới thi. Thi xong nó lấy cái bằng luật nó tốt nghiệp rồi bắt đầu nó mới học lái. Học lái thì không biết bao nhiêu giờ đấy, phải học bao nhiêu giờ xong bắt đầu mới thi. Thì với bọn trẻ ở đây nó sốt sắng về cái vụ học lái xe lắm. Cho nên là nó 16 tuổi, 17 tuổi một cái là nó đi ra nó học nó học xong rồi đóng tiền, phải mỗi lần thi như thế đóng tiền, mà không biết hôm nay ông có pass không, ông có được không hay là lại bị trượt lại đóng thêm tiền. Mỗi lần đóng lên 50 đồng. Trượt một lần nữa ông biết lần nữa thì bao nhiêu tiền ông biết. Rồi thi lái xe nữa, thi lái xe đóng trăm mấy, mà mỗi lần trượt lại mất mấy trăm mấy 200 nữa. Chào Vương than hiên, học lái xe giống ở Việt Nam mà. Ở bên này lái xe dễ hơn các bạn. Ở bên này nó ở bên này ai mà không biết luật thì không thể lái xe được. Ra một cái rồi thọ ra một cái nó bị tông ngay, cho nên bắt buộc phải phải luật pháp của nó rất là chặt chẽ. Đó. Mà động một cái nó phạt, cho nên ở đây á, luật mà cứng thì mới lái được xe. Không biết không hiểu luật là đi ra u ớ là chết đó. Mà đi lên trung tâm thành phố ấy, cái luật nó lại khác nữa. Ví dụ như là ở ngoài thành phố thì cái luật rẽ trái rẽ phải nó khác, mà đi vào trung tâm thành phố cái luật rẽ trái rẽ phải nó lại khác nữa đó. Cho nên là ai cũng phải nắm rất là rõ luật pháp ở đây thì mới lái được xe, chứ không như Việt Nam tại đường xá nó quá đông đi. Cho nên là người nào cũng mới lại cái cách sống người Việt Nam từ xưa quen rồi cứ ào 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 đi. Chứ như ở bên này á, một ngày phạt không biết bao nhiêu tiền các bạn. Ở bên này luật luật nó kinh lắm. Nó máy ảnh nó đặt nó chụp nó để lung tung lên mình á, phọt lên một cái là nó túm được mình ngay. Máy ảnh nó nắp linh tinh rồi nó nắp những cái chỗ mà mình không biết. Đôi khi á, nó lại cảnh sát nó ngồi ở trong một cái xe nó đỗ ở bên cạnh đường, gọi ở Việt Nam gọi là núp nùm á. Xong rồi á, mình mà nó hay phục ở những chỗ nào, những cái chỗ mà có những cái club bia rượu, rồi có những cái chỗ mà giống như là cứ cuối tuần đấy mà người ta hay đi chơi về hay là cái gì nó hay phục lắm. Nó phục ở những cái đường mà nó phục ở những cái đường mà mình từ trên thành phố đồng chí. Chào đồng chí Lý Chào Vũ, lâu quá không gặp đồng chí. Đồng chí khỏe không? Mỗi lần thấy đồng chí like là mình thấy khoái à, thấy rất là vui, rất là tự hào, rất là phải nói là rất là khích lệ. Thấy đồng chí lúc nào cũng vui vẻ cười tươi hết, nhất là trên cái công cuộc chống mấy cái đám ba sọc ở trên cái không gian mạng này. Thì thấy đồng chí Lý Sư Phạm để cái đề tài rất là hay. Tại sao đó, tại sao những người mà những người mà ở bên Mỹ rồi người ta lại có những cái trợ cấp được cho ăn vậy? Nói chung là tiền thế những người khác đóng vô rất là vừa, nhất là cái tiền thuế lợi tức, cái bên này nó gọi là income á anh chị các bạn, đóng vô rất là nhiều để cho những người khác mới có mà ăn thôi. Cho nên ở Việt Nam mà đòi hỏi muốn được như vậy á thì dân mình phải đóng vô, mình không đóng mà mình đòi ăn chính phủ nào nuôi cho nổi, các bạn Đúng nghĩ đi, rồi. không đóng ăn không chính phủ nào nuôi nổi chân á. Thằng Mỹ, thằng châu Âu, thằng mấy thằng đó, các bạn thấy qua đó những người mà
thành phần mà chống cộng lên nó khoe khoe đó, nó qua nó được hưởng này hưởng kia, toàn là những người khác người ta đóng vô mà họ đóng vô nó mới có nó ăn. Cái xã hội Mỹ nó phải lấy đầu này nó đắp vào đầu kia, nó đắp vào đầu nọ, cả một cái bộ máy chính phủ của nó toàn là tiền thuế của dân nó đóng vô, khủng khiếp lắm. Nó đóng một cái, tôi anh chị các bạn biết cái tiền ở bên Lợi Minh nó, cái thành phố tiểu bang Lợi Minh ở Arizona, ở nó ở cái thành phố gọi là Phoenix anh chị các bạn, nó xây cái sân vận động cho dân xài dân dân vô để ăn mà xem đánh banh rồi đó là 320 triệu, mà nó bẻ thế của dân là 1 xu, nó bẻ thế á, mà nó lấy trong bao nhiêu năm vậy đó lại đặng nó xây cái sân vận động đó. Mà các bạn nghĩ đi, nó xây xong rồi là người dân gì phải mua vé đi vào, rồi nó lấy cái sân vận động đó, nó bán lại cái cho mấy cái tụi mà tài phiệt, mấy cái thằng mà nó bầu bầu xô rồi đó, nó bán lại mới cho mấy thằng đó, rồi mấy thằng đó bán vé đi vô. Các bạn thấy không? Nó bên cái những cái quốc gia như Mỹ vậy đó. Mà là đồng chí Lợi Minh thấy không, khi mà nó bán nó được lời nó đâu có chia cho mình đâu. Đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi dân phải mua vé đi vào đấy. Các bạn biết những cái tổ chức đồ, những cái tổ chức như là nhiều khi có hội chợ, những tổ chức show, những cái show á, trời ơi, mua vé vô vào mấy chục đồng một vé lận các bạn. Tôi nói football mà vô nhiều vé, mà nhiều khi football nó vô khi cả ngàn, 2-3 ngàn, có nhiều người họ ghiền cái football họ vô họ coi á, mà người ta bỏ tiền thế ra người ta đóng vào. Các bạn thấy không, nó họ đâu có được hưởng phí đâu, bởi vì cái sân vận động nó bán lại cho mấy cái tụi mà bầu xô rồi rồi nó ngồi nó thu thế của dân, người dân đóng rồi. Công viên đồ cũng vậy, các anh chị các bạn biết công viên ở bên Mỹ rồi, chỗ nào mà được ngon sạch đẹp thì người ta phải đóng thế thật nhiều, những cái thành phố đó nó phải thu những cái thế, Ở cái bên hàng tư tiểu bang bản mà đúng không? đấy. Đấy đi xa, đồng chí đi xa thấy ba bên những, nói chung mấy cái hàng hàng, hàng cái mấy thằng da trắng nó gọi là nó được xem bốt rồi, là nó là cái mẹ lứa mấy thằng da trắng, hàng Mỹ, hàng hàng Mỹ nè, hàng Úc nè, hàng Canada nè, hàng Anh nè, ba hàng này nó là các bạn anh chị các bạn biết, ba hàng này nó giống như là ba anh em của tụi nó, ở bốn này nó như là một cái anh em của tụi nó từ hàng 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 Anh đi ra mà anh chị các bạn. Đấy, ở cái thời kỳ phong kiến mà người dân ở bên Anh đó người ta khốn khổ quá rồi người ta mới đi là con tàu Mayflower. Các bạn biết ngày xưa Úc là một cái bán đảo, người Anh đó họ đưa những cái người tù mà tù gọi là thứ dữ ra đó ở ở riết, rồi giờ thành nước Úc luôn, nó ở riết rồi nó qua Úc đó. nè, mới đầu nó cái đây là cái đảo của thổ dân ấy, cái miền Đúng đất của đúng. xong nó mang tù nhân của Anh Quốc qua bên này, xong rồi Đấy. dần dần nó chiếm luôn cái đất này. Đấy. Nên bây giờ đất Úc vẫn chưa có cai sữa mẹ nữ hoàng Anh đâu, Đấy, đến đúng, ngày đúng, đúng, đúng. sinh Đúng. nhật của nữ hoàng Anh là dân được nghỉ luôn, người dân ở đây Canada được cũng vậy. Nó còn tôn nghỉ. thờ chế độ hoàng gia. Nó còn tôn thờ, cho nên người dân các bạn, những cái quốc gia mà còn mà có cái tôn thờ chế độ hoàng gia của Anh á, như Úc với Canada đó, cái luật pháp của nó cũng khác với Mỹ. Chỉ có thằng Mỹ là cái ông George Washington, ổng mới su cao thế nặng quá chịu không nổi, cho nên ổng mới tuyên bố gọi là độc lập, independent, là cái ông mà cha đẻ của nước Mỹ là ông George Washington, ổng mới tuyên bố độc lập thôi. Vì ổng thấy thằng Anh nó ở thời đó nó là thời phong kiến mà, nó còn nó đô nó su cao thế nặng nó quá, nó chịu không nổi, cho nên nó độc lập ra, nó quýnh ổng. Lúc đó là ổng quýnh lại thằng Anh, ổng nhận chìm, ổng quýnh chìm những chiếc mà chiến hạm của thằng Anh hết, khai ổng ổng khai sinh nước Mỹ. Thì các bạn thấy cái bản tuyên ngôn độc lập của ông George Washington đọc nghe hoành tráng lắm, nhưng mà nó chỉ cho dân da trắng thôi à nha anh chị em, các bạn nên nhớ nhé, các bạn nghe đọc ngon lắm, mọi người đều có quyền bình đẳng nhu cầu hạnh phúc cho dân da trắng. Mà khi mà bác của Hồ của mình đọc bản tuyên ngôn độc lập thì các bạn thấy cho toàn dân mình được độc lập, cái người mà sống bị đô hộ ở thời phong kiến, người dân người cày có ruộng và cuộc sống của họ thay đổi. Còn các bạn thấy ông George Washington ông tuyên bố độc lập, ông đọc cái bản tuyên ngôn đó, nhưng mà dân da màu vẫn bị ở phía sau, dân nô lệ vẫn còn phải chịu mua bán. Vừa rồi nên giờ có xem bạn nào xem một cái clip lên mà cái thằng da đen đó, nó bị vào bệnh viện á,
xong rồi nó bị cái gì tiếp nước hay cái gì mà cầm cái đồ của bệnh viện mà đi ra ngoài cửa bệnh viện, xong bị cảnh sát nó bắt, nó bảo là mày ăn cắp đồ của bệnh viện đấy. Ừ. Nó Mày vẫn ơi, còn mang mang kỳ thị lớn lắm cho anh chị các bạn anh nhớ. Ừ. Đó. người ta hỏi nó là mày nghĩ tại sao, bảo nó bảo là tại tao nghĩ là bởi vì tao là người da đen cho nên là nó luôn luôn nó nghĩ như vậy. Người da Thế màu á, người da màu ở bên Úc hay ở bên Mỹ hay là Canada anh chị các bạn, người da màu nó bên ngoài anh chị các bạn nghe thì nó hào nhoáng vậy, nhưng thật sự rằng da trắng nó cũng trên trên nó mình à. kỳ thị dữ lắm, nó kỳ Ừ, thị dữ đúng lắm. rồi, nó cũng kỳ thị, nó cũng bên ngoài thì nó nói vậy đó, nhưng mà phía sau đó nó vẫn là da trắng, nó gọi là majority, majority là white, gọi là đa số thì vẫn là người da trắng. Ở Đấy. trong vấn đề mà tù tội cũng vậy nữa, da Yeah, trắng freedom. vẫn được hưởng nhiều khoan hồng hơn da đen hay da màu Đúng rồi, theo thống kể cả kê đó. người Á với lại người Tây cũng vậy, chúng nó Đúng cũng kỳ đúng đó. đúng, cái người giờ người da màu nói chung là nó bên ngoài mình sống thì nói chung vậy thôi, chứ nó vẫn cái phân biệt lắm anh chị em các bạn thấy. Như nó cho ông Obama lên là những cái trò hề, nó làm hề tại lúc đó nó mít lòng với lại cộng đồng thế giới anh chị các bạn. Bây giờ nó đưa cái ông mà da đen lên để đặng mà nó giảng hòa thôi, bạn thấy nó khôn lắm. Xong rồi Nhân cái vụ này cả mọi người có thấy cái vụ Hồng Kông không? Người chính người dân Hồng Kông nó cũng biết là những cái chuyện đấy là biểu tình các thứ là do bọn Mỹ nó làm lên đấy. Người chính đúng rồi, người dân đúng rồi. Hồng Kông nó nói này, mấy hôm nay Ừ. mình ngồi trên này mình cứ Nó toàn đứng từ sau nó xem giật dây, nó giật dây, nó giật nhưng mà dây mấy đứa trẻ mà háo hắn đó. Cái hay ở cái thua của bọn Hồng Kông là thua bọn Ba Que, là bọn Ba Que nó vẫn cứ khôn hơn, tại vì cộng sản chưa vào tới 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 nơi thì nó đã chạy chạy rồi đó. Cái thứ nhất là cái năm mà tổng tuyển cử để mà thống nhất toàn Việt Nam đấy, là nó đã xé cái hiệp định Geneva vào đó để nó không chịu tổng tuyển cử. Cái Đúng năm đó rồi. là năm Ừ. năm năm sáu hay năm tám gì đấy, đại Năm khái tư, vậy. năm tư. Cái Ừ. năm 40 năm là Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, là đất nước toàn vẹn đất nước Việt Nam là của Cộng sản Việt Nam. Ok, bọn Ba Que là bọn xâm lược đó, được cái bọn Mỹ là chống Minh để xâm lược một nửa cái Việt Nam. Và khi mà cái hiệp định ấy người ta ký là sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử toàn Việt Nam, nó đã xé cái hiệp định đó đi. cái Đúng cái thứ nhất khôn của cái bọn Ba Que khôn hơn bọn Hồng Kông là ở cái chỗ đấy. Bọn rồi. Hồng Kông không Nó chạy trước bọn hả? Hồng yeah bọn Hồng Kông không xé cái hiệp định, cái trả Anh Quốc, nó trả về cho Trung Quốc. Tại sao Ừ. nó ngu hơn bọn Ba Que là nó không biết xé cái đó đi đó, nó không biết làm áp lực để cho bọn Anh Quốc đừng trả lại cái Hồng Kông cho Trung Quốc đó. Cái Thì bọn đó. Ba Que là bọn khôn hơn cái bọn Hồng Kông ở cái chỗ đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó khôn hơn là khi mà nó thua Cộng sản chưa vào tới nơi, nó chạy sang Mỹ, nó chiếm luôn cái bô xa ở Mỹ rồi. Chuẩn, đồng chí Lisa nói rất là chuẩn, chiếm cái bô xa của Đấy, anh thế nó phải cảm ơn Cộng sản Việt Nam mới đúng chứ, không thì ngày hôm nay làm sao nó chiếm được cái đất Mỹ đâu, đúng không? vậy bao quen thiệt là khủng khiếp. Thì nói chung Sao thì cho nữa, anh chúng ta cũng phải khen khen cái bọn Ba Que là nó khôn hơn bọn Hồng Kông ở cái chỗ đó. nó Sau biết chạy ha, nó biết chạy sớm. Bởi này vậy tiện. ủa bên Úc thì như bây giờ là mùa hè đồng chí đi xa, ủa mùa xuân chứ, Mùa ủa bên lộn mùa đông, mùa đông mùa bên nó lộn xin lỗi. đông Ở bên đó ngộ ha, cái khí hậu bên đó ngộ ha, nó ngược lại bên này ha, bên này là đông thì bên đó là hè, mà bên đây hè thì bên đó là đông, lạ. vậy Ừ. là bên Mỹ giống Việt Nam rồi. Việt Nam Đúng bây giờ rồi, cũng đúng đang rồi. Ừ. Bên này là nắng hè giờ nóng dữ lắm. Ừ.
Bây giờ nóng lắm, tháng 7 là cái tháng mà được nghỉ hè, mà ngày xưa đi xa đi học là tháng 7 được nghỉ hè. Ngộ Hình ha, như cái vùng châu Úc nó ngộ ha. Rồi, như là mình ở cái khu này chẳng hạn, nó gửi về cho cái lá thư, nó bảo chúng ta phải bỏ tương đây tiền ra xây làm một cái công viên ở đây, hết vay tiền tương đây, nợ tương đây, mỗi một gia đình phải trả tương đây Đấy. đó Ừ. đó. Đúng rồi. Nhiều người thực sự sang bên này cũng chưa hiểu cái chuyện đó đâu. Bên này nó cũng Đó. vậy, bên Mỹ nó cũng vậy. Nó làm gì là nó phải xé cái thế đó của dân ra, nó bắt phải đóng cao lên như là tiền thuế nhà hay là những cái người mà họ đi mua mua đồ ăn á. Anh chị em các bạn biết mình đi mua đồ ăn gọi là sales tax á. Mình đi mua bánh mì hay là mình mua bất cứ cái gì thực phẩm nhưng mà ăn là mình phải đóng thuế cao hơn. Như ở cái vùng lại mình ở là 10 10.3%. Mà thấy kỳ lạ một cái là mình phải đóng những cái tiền như thế mà chẳng thấy bọn ba que ở đây nó giúp mình biểu tình nhở. Giá mà nó mà giá mà nó mà giá mà Nó giúp mình biểu tình như là nó xui người Việt Nam biểu tình như thế, thì mình có phải đỡ bao nhiêu không? Mình đỡ phải trả thì cái bởi tiền vậy. nó động một tí. Nó bảo là sao đi xây cái nọ, đi xây cái kia, đi làm cái này làm cái kia, mà trong khi đây mình ở đây mình chưa bao giờ mình đi ra cái công viên đó mà nó bắt mình trả tiền, mà không thấy cái bọn ba que nó giúp mình biểu tình gì cả. Cái mới đau Còn bao que là cái đám gọi là người ta gọi là khôn nhà dạy chợ, cái đám này nó khôn nhà dạy chợ. tiền nước tiền nôi, rồi tiền này tiền kia, tiền nọ, rồi tiền tiền gì nhỉ, tiền nợ ngân vay để xây cái công viên đó, nhưng mà mỗi một năm nào nó phải trả tiền lời bao nhiêu, nó lại cũng tính vào người dân, cái Gì người đó mà người nó đè người trên mua dân hết à. người mua nhà thì phải đóng mấy cái tiền đó đó. Cho nên là mình thấy thắc mắc là tại sao những cái đấy nó ảnh hưởng và trực tiếp đến cái túi của nó, mà nó không xui người ta biểu tình để cho mình được nhờ. Nó mà dám mà tụi da trắng cóc đầu tụi nó như còn thua con chó, nó mà dám gì mà hãy nó thấy người Việt mình mà nói lên sự thật. Nhưng thấy đồng chí Ly Xà mà nói lên những cái sự thật thì nó tức lắm, là nó kiếm cách nó dọa đàn, có làm đủ kiểu đủ cách, mà trong Nó khi bảo đó tụi nó hằng ăn tiền của cộng sản, tự chúng nó ừ này nói là cộng sản rất là nhiều tiền, trong khi nó nói là người Việt Nam rất là nghèo, rồi cộng sản Việt Nam sắp cửa sập rồi này kia các thứ, không có tiền mà lại có tiền đi trả cho dư luận viên. thì đó bởi vậy mấy cái ba sọc này nó ba que nó bị quan tưởng. Mà nói tới mấy cái đám ba que này là nói lên những cái câu chuyện nghìn lẻ một đêm, thì anh chị các bạn thấy đó, như đồng chí Ly Xà Phạm đồng chí Ly Phạm Vũ mình cứ bị ám ảnh rồi có cái câu Ly Xà Mê Phạm Ly sản phẩm. bị ám ảnh, nó đòi trục xuất lại mình, lại mình vẫn còn bị ám ảnh nó cứ đòi trục xuất mình cứ nhớ tới nó cứ mà lâu lâu cứ thấy đồng chí Ly Xà Phạm cứ nhớ đến cái con Ly Xà Phạm, ô xin là Ly Xà Vũ cái... thiệt tình là phải gán làm sao mới được, cái kiểu này là không được rồi. Nói chung anh chị các bạn thấy như đồng chí Ly Xà Vũ đã chia sẻ vấn đề mà ở hải ngoại nó cái nước tư bản mấy thằng đó nó lấy của dân rồi nó chia lại cho dân, chứ nó không có phải là nó tự nhiên mà những cái phúc lợi xã hội mà tự nhiên mà dân được có hay người khác được hưởng, là những cái tiền thuế của những người khác đóng hay là những cái tiền người ta đi làm ra phải đóng vào mới có được cái phúc lợi xã hội đó, chứ không phải tự Rồi nhiên trên trời nó rớt xuống đâu. đồng chí này, mình có thấy ngày xưa những người già về Việt Nam được 6 tháng đúng không? Thì các cụ rất là vui, các cụ bảo đấy nó nhân đạo như thế, nhưng mà mình đã nghĩ lại mình bảo chứ khi các cụ ở cái đất nước của nó, các cụ được giảm tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền phone, tiền cái gì, tiền đi 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 xe bus đúng không? Thì các cụ nó thả các cụ về Việt Nam thì nó tiết kiệm được những cái tiền đó, đúng Đúng không? Tiền rồi. bệnh tiền bệnh viện, tiền tiền nước, tiền phone, tiền ga, tiền hầm bà làm cái gì nó cũng cũng giảm cho các cụ đúng không? Khi các cụ về Việt Nam nó tiết kiệm được cái số tiền đó, nhưng Tiết tại kiệm rất là sao nhiều. bây giờ nó chỉ cho có 2 tháng thôi đúng không?
Trong 1 tháng hay 2 tháng? Wow, hay không hả? Hình như là cơn anh nên sao thấy nói cái bà kia, bà ấy 60 mấy tuổi, bà ấy về Việt Nam 2 tháng, đến khi quay lại nó đòi lại tiền của bà ấy. Mấy hả? Đó. Nó đòi lại tiền. Có thể Man. bà này không khai báo hay là cái gì đấy thì nó ngừng, nó cắt trợ cấp của bà, nó đòi lại trong vòng 2 tháng phải trả tiền lại cho nó. Thì Minh Sa Chết. cũng không biết là bây giờ nó có cho đi 6 tháng hay không. Nhưng mà khi mà các cụ được về 6 tháng thì các cụ bảo là cái đó là nhân đạo, nhưng mà thực sự nó mong cho các cụ đi đi để nó đỡ phải trả cái tiền đó, nó còn sướng nữa. Nhưng mà Nó bây đỡ giờ thì đỡ gánh nặng. bớt đi rồi, nó cho về ít thôi. Thôi tại tại sao? Tại nó biết cái bây giờ Việt Nam ấy có thể chu cấp được cho các cụ khi các cụ về Việt Nam, con cái của các cụ bây giờ giàu rồi chẳng hạn vậy, thì các cụ tự tự sướng với nhau ở Việt Nam đi, nó không cho nữa, nó cho nó cắt đi. Đấy là một cái mà mình thấy là bọn ở đây nó đầu óc chúng nó nghĩ về những cái đấy rất là hay, từng tí một nhá. Thế xong rồi chúng nó nói là cái gì, Mỹ nó nhân đạo rồi, Tây phương nó nhân đạo lắm rồi, Việt Nam nghèo khổ tại sao bây giờ không có người vượt biên sang đây, nó không nhận nữa đi đúng không? Ngày Đúng xưa nó rồi. nhận không? Tại vì chiến tranh Việt Nam nó xảy ra, nó gây cho người Việt Nam bao nhiêu sự đau khổ, nghèo khó, cho nên đến khi Việt Nam hết chiến tranh rồi nó phải nhận, nó phải lên mặt nhân đạo như vậy. Nhưng mà bây giờ tại sao nó không nhận nữa đi? Nếu mà thực sự nó nhân đạo, người Việt Nam đi sang đấy vượt biên bỏ nước đi, nó lại nhận tiếp đi. Lý do